nhờ anh có. Ôi, em đến đây làm gì? Chăm sự nhờ cả của bác sĩ ạ. Rồi, gì anh cũng chiều. Em muốn lấy gì thì bảo anh, không thì bảo giúp việc. Nhớ em ngã ra đấy thì làm sao? Em muốn để anh ngủ thêm một lúc. Dạo này công ty nhiều việc quá, mà mắt của em lại như thế này. Nếu như không có anh, em không biết phải làm sao cả. Em cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Em phải cần có thời gian để phục hồi chấn thương nữa chứ. Đôi mắt này của em chắc là không có hy vọng rồi. Bây giờ em đúng là người vô dụng mà. Còn có anh ở đây mà. Em phải cố gắng lên. Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho em. Được chứ? Ai nhắn với anh? À? Cái cô thư ký ở công ty anh, cô ấy bảo là phải hoàn thành công việc cho hôm nay ấy mà. Hình như là có người tới. Anh ra mở cửa nhá. Ừ. Em đến đây làm gì? Trang đang ở nhà kìa. Ôi giời, có gì em phải lo nhở? Cứ để ở đấy, em xử lý cho nhá. Đứng. Ai đến vậy anh? À, tao đây. À, Ngọc à, sao mày tới mà không báo trước? Em qua đúng lúc quá. Trang đang buồn, ở nhà chán lắm. Em qua có ba người bầu bạn tâm sự. Thế à? Tao lại có hẹn đi ăn với người tao mất rồi. Em làm cái gì đây? Sao mày có bồ lúc nào mà tao không biết? Thế định khi nào giới thiệu đây? Anh ấy chắc mày cũng biết đấy. Bọn tao yêu nhau được hơn một năm rồi. Bây giờ đang có ý định công khai. Bạn thân mà mày còn giấu, giận cho tím mặt bây giờ. Tao qua đây xem mày thế nào, rồi tiện em cùng anh ấy luôn. Mày làm tao tò mò, không biết anh ấy là người như thế nào đấy. Hay là tiện anh ấy qua đón mày, thì mày bảo anh ấy vào nhà tao chơi. Thôi, bọn tao còn có việc, không tiện đâu, để hôm khác nhá. Ừ, thế cũng được. Thôi, hai người cứ ở lại chơi đi nhá. Anh đi làm đã. Có chuyện gì em phải bảo anh đấy nhá. Anh đi làm thì không muộn. Vâng, anh đi. Trang ở nhà cứ để em lo cho nhá. Hôm nay tôi đến để báo cho cô một tin vui. Chúng tôi đã tìm được người có giác mạc phù hợp với cô rồi. Cô có thể đến bệnh viện để khám và phẫu thuật càng sớm càng tốt nhé. Thật vậy sao hả bác sĩ? Đúng vậy. Cuối tuần này chúng tôi sẽ thực hiện quy trình lấy giác mạc trước. Cô hãy sắp xếp thời gian để đến bệnh viện khám và phẫu thuật càng sớm càng tốt nhé. Như thế thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn đấy. Được, tôi sẽ chuẩn bị qua sớm nhất có thể. Cô hãy báo cho chồng mình đến nhé. Vì trong vài tuần đầu, có thể cô sẽ không đi lại được đâu. Cần phải có người chăm sóc mà. Tôi muốn đây sẽ là một bất ngờ đối với chồng mình. Tôi hy vọng là bác sĩ sẽ giữ bí mật chuyện này với anh ấy. Thay vào đó, tôi sẽ nhờ người nhà đến để chăm sóc. Được thôi, tôi tôn trọng ý kiến của cô mà. Mà thôi, tôi xin phép nhé. Bây giờ tôi phải có việc đi trước đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chăm sự nhờ cả của bác sĩ ạ. Cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. Rồi thu xếp thời gian đến bệnh viện càng sớm càng tốt nhá. Vâng, chào bác sĩ ạ.
Ai đấy em? Sao có chuyện gì mà vui thế? Không có gì đâu ạ. Em này, lần này chắc anh đi hơn một tháng. Em ở nhà có gì thì cứ gọi giúp việc, đừng có tự làm nhá. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc về sớm với em nhá. Vâng, anh cứ đi đi, không cần quá lo lắng cho em đâu, em quen rồi mà. Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Vâng, anh nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhá. Ừ, anh đi đây. Anh làm gì với cô ta mà lâu thế? Làm em chờ mãi à? Còn cả tháng cơ mà, lo cái gì? Lần này đi châu Âu, anh phải chiều hết mình đấy nhá. Rồi, thích gì anh cũng chiều. Taxi. Em chưa ngủ à? Em chưa. Anh ăn gì chưa? Có mệt không? Anh ăn ở trên máy bay rồi, cũng hơi mệt. Mà em uống thuốc chưa đây? Em chưa. Anh lấy thuốc hộ em được không? Anh ơi, em buồn ngủ quá. Gì? Em mới chỉ cho cô ta uống thuốc ngủ thôi, sao mình phải sốt ruột lên thế? Em buồn cười nhở? Thì nhớ đâu đấy là thuốc độc, cô ta chết ra đây thì làm sao? Anh yên tâm, em làm sao mà làm hại anh được. Em chỉ muốn cho cô ta ngủ sâu một chút để chúng ta có thể thoải mái với nhau hơn. Thế một tháng đi châu Âu chưa đủ à? Chưa, đối với em á, lúc nào cũng là thiếu hết. Sao em dậy sớm thế? Có chuyện gì vậy? Em thấy tự nhiên giường chật, ngủ không ngon nên em dậy thôi. À, chắc là tối qua anh ngủ say quá nên anh chiếm hết chỗ của em ấy mà. Mà sao hôm nay em ăn mặc đẹp thế? Em muốn thay đổi một chút, không anh chán, anh chê, anh lại đi theo người khác mất. Em nói linh tinh cái gì đấy? Anh yêu em mà. Còn chiếc quần lót của cậu nữa, cầm theo đi. Lâu lắm rồi em mới thấy anh và bạn của em ngủ ngon như vậy đấy. Em nhìn thấy gì rồi à? Đúng vậy, đây là bất ngờ em muốn dành cho anh. Nhưng mà lại có cả Ngọc ở đây nữa. Bất ngờ chưa? Vậy là mày đã biết hết mọi chuyện từ hôm qua. Đúng vậy. Tao đã đi phẫu thuật trong khoảng thời gian mà mày và chồng của tao đi hưởng thụ ở một nơi nào đấy. Anh để cô ta cho tôi uống thuốc ngủ, rồi hai người thác loạn ở trên giường của tôi. Hai người có còn là con người không hả?
Anh xin lỗi, sự thật là... Sự thật là gì không còn quan trọng nữa rồi. Đàn bà có hai thứ không thể dùng chung, đó chính là quần lót và đàn ông. Đơn ly hôn tôi đã viết rồi, anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Em, anh xin lỗi. Tất cả do lỗi của anh. Anh còn yêu em nhiều mà. Tất cả chỉ hiểu lầm thôi em ạ. Anh nhầm rồi. Anh chỉ yêu tài sản của tôi thôi, và sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra đâu. Tôi cho anh thời gian để biến ra khỏi nhà tôi và mang theo cả cô nhân tình của anh nữa. Đừng quên là ký vào đơn ly hôn.